Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Sao cái mặt nó giống nhau dữ vậy ta? Mọi người có nhìn thấy hai vợ chồng mặt giống nhau à? Em có cảm thấy căng thẳng không? Dạ, căng thẳng ạ. Thôi cho một tràng pháo tay đi. Chứ lẽ gì bắt người đưa đi thẳng vỗ tay. Rồi, mời em. Dạ. Giới thiệu cho mình. Em tên là Trần Anh, năm nay em 29 tuổi, là nhân viên văn phòng ạ. Em tên là Lê Môn ạ, công việc chính của em là làm truyền thông ạ. Ở hai bạn là ở Hà Nội hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Bọn em thì quê ở Nam Định, nhưng mà hai vợ chồng sinh sống trong này cũng được mấy năm rồi ạ. Chắc anh đó không làm là hai bạn quen nhau từ ở ngoài. Cái này chắc cho chồng em kể đấy ạ. Thế sao? Dạ. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Kể ra thì nó hơi éo le. Thôi giờ mình ngắn gọn vắn tắt. Rồi. Dạ. Thực ra thì em đến 29 tuổi em chưa xác định lấy vợ. Mẹ thì cứ bắt lấy vợ, cứ giới thiệu người nọ kia em chả đồng ý. Thế em gái em ấy bảo là ở trường có cô thì cũng xinh, học hành rồi đang dạy ở trường, nhiều người cua lắm không ai cua được. Bảo gái ở quê làm gì mà không tán được, mới để anh. Tại vì thực ra ấy, là nghe cô hay kể chuyện về anh trai lắm. Là cô có một ông anh trai là đang sinh sống ở trong này. Thì em mới tưởng là kể chuyện ông anh cả là cũng phải là có gia đình là sum xê rồi, con cái rồi. Thế xong ăn Tết xong thì đi dạy trở lại á, thì cô mới nói là chiều nay em có ở nhà không? Thì chị dẫn anh chị xuống chơi. Em mới hỏi chứ, ủa anh giờ chị có vợ có con rồi mà dẫn xuống nhà em chi? Chị nói là không, anh chị đã có vợ đâu, thì chị dẫn xuống nhà em chơi. Thế là chiều một đoàn quân xuống tập đoàn. Hai vợ chồng cô chú anh này, xong thêm bạn của anh ấy nữa xuống thì cũng ngồi nói chuyện bình thường thôi ạ. Tại vì thực ra dạy cùng trường nhưng mà em mới làm chung việc với cô có mấy tháng thôi ạ. Nhưng mà em như vậy mà bộ không có người theo đuổi sao mà phải thông qua mai mối? Cái người theo đuổi của em mà thì nói chung là cũng có. Tại vì hồi đó mà ngoài quê mình đi dạy học ấy chị, thì cũng có giá. Tại vì là biên chế nhà nước. Em hồi đó em dạy tiếng Anh ấy thì cũng nhiều. Đúng rồi, chưa chọn được. Cái này bố của em á, bố hay nói chứ toàn mấy thằng 70 ngoài Bắc mình hay gọi là 50 với 70 là cái kiểu mà không được đúng rồi ạ, nói chung là tính tình nó không được thuần cái lắm. Hơi người thì hâm hoặc là người thì làm sao đó. Thì lúc em gặp chồng em thì cái cảm giác em sao, có phải 57 không? 57 không? Nói chung là cũng hơn được chút xíu chừng này. 8 à? 8 à? Này là mấy lẻ? 8 lẻ hả? Hay 9? Chắc 8 đấy ạ. 8 à? Ấn tượng của em sao? Ngày xưa thì em có cái chỉ tiêu của em là phụ nữ sinh sống không quan trọng, cơ bản là đẹp. Em là đạt chỉ tiêu rồi đó. Không ạ. Em là rất ghét một người con gái của em là vừa cận và lùi. Thế thì không may em lại xuống gặp cô này lại vừa lùi vừa cận. Đến ngồi uống nước trà thì đến cuối buổi em cũng chả xác định đến với vợ em bây giờ đâu. Coi như là một cái ấn tượng là đúng đúng là cái tuýp người mà em ghét đúng không? Vâng. Vừa cận vừa lùn. Vâng. Em cũng không có ấn tượng với anh này lắm gì. Tại sao lại đến với nhau được? Thì em có xác định lấy số điện thoại của cô này đâu. Bạn em đến lúc gần về rồi nó bảo sao mày không lấy số điện thoại của cô giáo đi về liên lạc. Bây giờ nó nói thế mình ngại quá, mình lấy số điện thoại. Thế tối về hai thằng cũng uống rượu, chén tạc chén thù. Nó kích bác, thế nhắn tin cho cô này, cô ấy trả lời. Em gặp cô này được một lần nữa, mời đi uống cà phê một lần, rồi một lần đến nhà em ăn cơm, rồi em đi vào trong Nam. Thế rồi bao lâu thì... Bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Tụi em từ lúc quen đến lúc cưới là 5 tháng. Trời ơi, rồi trong 5 tháng đó được bao lâu ở gần nhau? Nói chung là anh này cũng chịu khó về lắm ạ. Tháng về lần đấy ạ. Coi như được 5 lần về. Một lần em về thì chắc khoảng được 5 đến 7 ngày. 7 ngày gặp nhau. Có nghĩa là 7 ngày gặp đi, 5, 7, 35, 35 lần gặp chút. Vâng, ngày nào giờ 35 lần gặp. Gặp nhau làm gì? Không ai gặp nhau làm gì là dẫn nhau đi đâu. 35 lần thì nó phải có sự thay đổi chứ đúng không? 35 lần, không lẽ lần nào cũng như lần nấy? Uống cà phê rồi nắm tay rồi nhắn số tin. Số em nó đen. Em đen. Đen hả? Vâng. Số em đen. Em kể cho anh nghe đi, cái đen nhất của em là cái gì? Nhờ em được cái ông ngoại kèm kinh lắm. Em không làm ăn gì được. Đúng. Không làm ăn gì được luôn. Em. Rồi bây giờ cái khoảng cách nó xa như vậy, rồi đã vậy mỗi lần gặp nhau thì lại có ông ngoại, đúng chưa? Vậy thì cái 5 tháng như vậy là nó quá ngắn khi từ yêu chuyển qua giai đoạn hôn nhân.
Vậy lý do gì mà các bạn cưới sớm? Không, em nghĩ là xác định tìm hiểu nhau nó sơ sơ, thấy sương sương ổn ổn thôi thì... sương sương cưới thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái chuyện mà cưới nhau cũng không khó khăn đó với hai đứa em đúng không? Vâng. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là cô giáo chứ. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là đi phải về quê hỏi cưới rồi xong rồi. Ơi, có cái khó. Cô này là phải là sau khi cưới nhau thì bây giờ là bây giờ em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Vậy thì em phải bỏ cái công việc giảng dạy và có những cái sự nghiệp của em á. Dạ đúng rồi, khi mà tụi em quen nhau á thì nói chung cũng có một chút khó khăn từ phía gia đình của em thôi. Tại vì là anh ở xa quá, mà hồi đấy em thì công việc là ổn định ở ngoài Bắc rồi ấy. Thì bố em ấy bảo về chứ là ở xa quá, lại làm bên truyền thông á, là cứ đi đây đi đó nhiều rồi là sợ là quen cô này quen cô khác, sợ tính nghệ sĩ. Xong rồi em cũng lơ đi, em kệ, em cũng không phản đối luôn mà em cũng không nói gì hết. Thì dần một thời gian rồi cũng xuôi dần. Có nghĩa là bây giờ là đã đồng ý từ bỏ hết để đi theo chồng vào đây đúng không? Rồi mới tới chừng mà vô đây rồi sống với chồng với một cái thời gian tìm hiểu nhau nó quá ngắn ngủi thì các bạn về sống chung với nhau á nó phát sinh nhiều mâu thuẫn không? Có bị vỡ mộng về nhau nhiều không? Em nghĩ là cái gì vậy mình tìm hiểu kỹ quá đâu đôi khi cũng dở. Em nghĩ là em vợ em hỏi bây giờ có hiểu hết vợ không em không vẫn chưa thôi giờ cứ hỏi đi bây giờ về ở chung nhà có thấy vợ mình có những cái tật xấu gì mà nó bung ra không? Xấu ạ. Xấu xấu ạ. Xấu xấu cũng xấu đấy ạ. Bây giờ mình kể từ cái đô nặng xuống cái đô nhẹ đi. Xấu nhẹ nhẹ nhưng vợ em thích ngủ nướng. Ở ngoài Bắc trời lạnh lạnh ngủ đã lắm rồi. Trong này và trong này cũng ngủ nướng thích ngủ nướng. Ngủ nướng. Hôm 9 giờ sáng chưa dậy. Nhưng mà em phải đi dạy mà. Rồi tiếp tục. Vợ em mẹ không biết nấu ăn. Đấy, không biết nấu ăn. Tại thực ra là ngày xưa em đi học á, nhà em là có ba chị em gái mà những cái việc nhỏ nhỏ là chị em làm hết chị rồi. Xong ngày xưa đi học thì cứ sáng đi học là mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, 12 giờ mới về là có cơm trưa, tối đi học về là có cơm tối rồi. Mẹ không có đổ thừa, không có đổ thừa, lấy chồng rồi là phải rồi. Học. Nhưng biết luộc trứng không? Biết luộc rau không? Dạ bây giờ thì em nấu ăn là cũng quách rồi đúng không? Cũng được rồi ạ. Rồi thế ok rồi, coi như là không biết nấu ăn nè. Rồi. Nấu nướng. Luộc thuộc. Luộc thuộc. Để chồng bảo mình luộc thuộc là coi như là người trên người thì không luộc thuộc và đồ đạc ở nhà luộc thuộc. Nó ví dụ coi đi về nhà là đồ quăng tứ tung hay sao? Mua quăng tứ tung rồi bại chỗ nào nhét chỗ đấy. Trời nó không quăng tứ tung mà bại chỗ nào nhét chỗ đấy. Hết chưa? Cũng còn đấy. Thôi bây giờ tạm thời hết. Tới em. Chồng em thì được cái là cũng như những ông chồng khác ấy là ham chơi game. Chơi game mê lắm luôn chị. Ngày trước ông mà nào như ông nào đúng rồi hồi trước thôi. Hai bên chưa quen biết nhau thì em được nghe sự tích kể lại thôi. Ngày trước nó có mấy cái trò chơi online mà đêm sáng ngủ dậy là cứ đi ăn trộm đồ của nhà người khác trên mạng ấy. Cái chơi hay đây không? Ông ngày xưa là nông trại vui vẻ với cái gì đó xong là mình có chơi cùng với một anh bạn cùng phòng nữa là hai anh là cứ nhăm nhe buổi sáng là 4 giờ ấy bật đồng hồ báo thức dậy rồi đi hái trộm đồ người rồi game đó gì game đó xong rồi có những cái game mà bán được tiền đó chị. Chơi game mà xong thì sau bán đi được mua được điện thoại. Trời ơi ghê dữ vậy ha. Vậy là cấp cao suốt ngày người luyện game mà rảnh mà chị bạn gái không có người yêu không có gì đi làm về chơi game rồi, mà chơi game còn ham đến cái mức mà quên vợ luôn ấy chứ. Ức chế về game lắm đó. Kể quá trời kể. Lừa em vào trong giường ấy chị, xong nửa đêm là thấy vợ ngủ say say là đi ra ngoài ôm máy tính ra ngoài chơi. Chơi mà đến mức mà hồi em bữa em sinh thằng lớn là có mẹ chồng em vào chăm, xong chơi quá bản thân em đã bực rồi mà mẹ em còn bực hơn em luôn. Mẹ em bảo với chứ mẹ bỏ công bỏ việc ở nhà mẹ vào đây mẹ trông cho có mày có thời gian mày đi làm mày nuôi vợ nuôi con mày chứ mày chơi game như này thì mai mẹ về mà mẹ còn thấy mày chơi nữa mẹ mang máy tính mẹ vứt ra ngoài đường kể cả mười mấy triệu một cái máy tính tao cũng mang vứt đi tao không để cho mày chơi nữa. Xong được một thời gian ngưng sau đấy lúc mẹ em về lại chơi tiếp. Có nghĩa là có nghĩa bây giờ còn chơi game. Hiện tại thì đã giảm bớt rồi bây giờ giảm bớt nhưng mà vẫn còn đúng không rồi chơi game có gì rồi nữa. Bây giờ có ghen không vợ xinh như thế này hình như không có ghen đó. À không biết ghen, không biết ghen cũng là một cái tật xấu nó đúng rồi. Không? Đúng không em? Không biết ghen. Không phải đâu. Không biết ghen chứ. Dạ trời ơi. Ghen mới yêu chứ. Thì ghen gì thì phải tin tưởng nhau. Không, nhưng mà không đàn ông mà ghen kỹ lắm. Không ghen không có gia vị. Có bữa em cũng hỏi là hình như anh không biết ghen ấy phải chứ. Người ta ghen thì là ghen có đẳng cấp. Chứ không phải là cái ghen, gì cũng ghen. Sao mà là ghen là đẳng cấp. Không ghen vụn vặt. Thế có bao giờ em ghen lớn chưa? Thì chưa. Thì anh ấy chỉ em chờ đó đi. Lúc nào mà anh dính mắt anh thấy mà tay trong tay với người khác thì coi chừng. Đó thì đó là ghen lớn đó em cứ chờ và em phải né đi nha. Rồi, ngoài cái không biết ghen ra còn gì nữa không? Ham đọc truyện. Ôi tốt tốt tốt. Truyện online mà truyện kiếm hiệp của mấy nghìn chương á. À chứ là cũng là dính tới game nữa rồi.
Rồi nói chung là thích cái gì đó online. Rồi hỏi hỏi chồng vợ có ghen không? Chắc cũng có ghen, nên em thấy là điện thoại hay kiểm tra điện thoại của em cũng chắc cũng có ghen đấy. Kiểm tra điện thoại là cái là bây giờ anh ấy cũng đang đi học thêm một cái lớp khác ấy, vừa học vừa làm ấy, thì cũng làm bài tập nhóm với nhau. Thế là có cái cô ấy cứ ban ngày không sao, chừng 12 giờ đêm, 1 giờ đêm bắt đầu nhắn tin vào trong tiện Facebook, Facebook ạ. Hỏi anh ơi, chồng em cũng ơi, hỏi này nọ nọ kia. Nói chung là em mới hỏi là sao cứ nửa đêm mới nhắn tin, thì kêu là chứ anh đâu biết đâu, thấy nó nhắn thì trả lời thôi chứ có cái gì đâu, toàn có việc công việc học hành với lại mấy đứa trong nhóm thôi. Thế xong em bảo là trong nhóm thì bên anh đã lập một cái nhóm riêng để chat riêng với nhau rồi, thì sao không vào đấy mà nhắn tin, mà nhắn tin cá nhân làm gì. Thế xong kêu chứ đâu có gì đâu. Xong em mới bảo là thực ra ấy, anh không chủ quan như vậy được, phải đề phòng. Lỡ đâu người ta thấy mình cứ dễ dãi thì người ta tán đến tận nơi sao. Chị thấy tay cũng không đeo nhẫn này. Không đeo nhẫn luôn hả? Đau tim. Đau tim. Tại sao lại đau tim? Em muốn lần đeo nhẫn không hiểu sao nó đau tim. Đeo nhẫn cưới kêu đau tim. Đau tim nó không hợp rồi. Khó thở. Đeo nhẫn không khó thở. Tội quá, phải chiều nay dẫn đi bác sĩ khám cái vụ đó. Mà chị hỏi chồng em có lãng mạn không? Hồi đầu thì có chị. Bây giờ là giờ cũng lãng nữa. Hết trong bao lâu rồi? Nói chung là cũng. Anh quay ra. Nó lãng rồi kìa, lãng kìa. Anh quay ra đây đi chứ anh đừng có giấu mặt thế nhá. Bao lâu rồi là chồng em bớt lãng mạn? Nói chung là từ hồi em sinh bé sau tới giờ sao sao em cũng chả biết nữa. Em buồn luôn. Nhiều lúc thì cũng buồn nhưng mà cứ đi làm về là đã đón con về rồi chăm con cái thứ mình cũng không còn thời gian. Nhiều khi hai vợ chồng kêu là ăn cơm sớm đi rồi đi uống cà phê. Thế xong đến lúc mà về nhà muộn quá rồi xong thôi khỏi đi luôn. Nhiều cái lãng mạn đó đâu nhất thiết phải đi uống cà phê, ăn kem hay là coi phim đâu. Cái lãng mạn ví dụ như ở trước khi chồng đi làm chồng hung vợ một cái cũng là lãng mạn vậy. Bao lâu rồi mông không hôn em? Không trước khi đi ngủ hút một cái. Sáng nay trước khi đi làm mà có hôn rồi. À thôi thì lãng mạn quá rồi. Không chị ơi, chị lại còn đòi cái gì nữa. Chắc phải kèm thêm hoa đồng tiền nữa. Hoa đồng tiền mà. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn là chi tiêu có kế hoạch hơn, gọn gàng hơn chút để thôi đối với em thế là đủ. Còn Trần Anh? Bớt đọc truyện đi chút xíu thôi. Thực ra thì cũng chịu khó chăm con lắm. Mới lại rất là biết việc ấy chị. Mấy lần em đi sinh là toàn có tự anh chăm em mà. Đâu có người đâu. Ôi thế thì quá tuyệt vời rồi. Giờ mong muốn anh thay đổi cái gì? Hay là không cần thay đổi nữa, cứ thế là được rồi. Đi. Nói chung là bớt chơi game đi một chút xíu thôi. Chút bớt đọc truyện lại chút, đọc ngàn trang giờ em đọc khoảng 10 trang thôi, 50 mấy trang bỏ. Đó, từ giờ thực ra là chị có biết chúc tụi em á là cứ hạnh phúc như thế mãi. Rồi chúc hai em hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.